Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 21 tháng 3 2019 và bây giờ là đang là 7 rưỡi tối nhé các bạn nhé. Và bây giờ là 7 rưỡi tối nhé. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một ít sản phẩm điện thoại cũ, mẫu điện thoại cũ như mình bên đang có. Nếu các bạn muốn biết thêm về mẫu điện thoại cũ, các bạn hãy đăng ký kênh, subscribe kênh giúp mình nhé và chia sẻ lên các hội nhóm để người ta biết đến kênh bán hàng của mình nhiều hơn. Nên là các bạn nhớ đăng ký kênh và chịu khó xem các video mình sẽ up lên thường ngày nhé. Và bây giờ mình sẽ sản phẩm điện thoại cũ nhà mình bên mình đang có là rất cũng khá nhiều ạ. Hôm nay là về khá nhiều đấy, cả Facebook cho các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua những sản phẩm điện thoại cũ bên mình đang có nhé. Và chiếc iPhone đầu tiên thì mình giới thiệu chiếc iPhone 5. iPhone 5 này mình đang bán với giá là hơn 1 triệu tí các bạn nhé. Hình thức là máy còn đẹp, khá đẹp nhé. Đẹp kem 98% nhé các bạn nhé. Mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng, hơn 1 triệu nhé các bạn nhé. Hơn 1 triệu tí rồi, 1 triệu ít cho nhỏ nhỏ thôi nhé. Con này thì là mình nói luôn là RAM con này là RAM 1GB và bộ nhớ là 16GB. Nhưng mà RAM 1GB của iPhone ấy thì nó ngang phải đến hai cái máy cày của RAM khác. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu là sản phẩm chiếc Samsung Z7 Pro. Pro này con này là con này RAM 3GB và bộ nhớ là của nó là 32GB. Mình cũng nói luôn để các bạn, con này là mình bán được với giá hơn 2 triệu đồng nhé các bạn nhé. Các bạn muốn biết để chi tiết về giá mình, các bạn có thể AD mình qua là Zalo này hoặc là Facebook này hoặc là gọi trực tiếp mình nhé. Hoặc là gọi trực tiếp mình qua, nếu các bạn nào có chơi Zalo Facebook thì các bạn có thể kết bạn cho mình vào hỏi và mình sẽ tư vấn cho các bạn biết chuẩn xác giá như nào nhé. YouTube thì mình nhiều vấn đề nên mình không muốn đăng ký giá. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A7. A7 thì con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, chơi game các kiểu. Con này là máy nguyên bản nhà mình nhé. Và mình bán với giá là hơn 1 triệu cho các bạn nhé. Và sản phẩm theo là chiếc Oppo A57. A57 con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, mình đang bán với giá là 1 triệu 900 nghìn đồng. Và con này là có cả vân tay nhé các bạn nhé, máy nguyên bản nhé. Nên các bạn mua hàng nhà mình thì các bạn yên tâm, không phải lo về chất lượng máy. Ví dụ mình ship cho các bạn rồi các bạn nhận hàng rồi mà không ưng ấy, các bạn có thể là alo cho mình và gửi lại hàng mình. Và gửi chuyển cốt lại mình sẽ nhận lại, mình sẽ kiểm tra và nhận chuẩn hàng mình sẽ nhận các bạn. Nên các bạn yên tâm mua hàng nhà mình, không phải lo về vấn đề đổi hàng hay là bảo hành nhé. Nhà mình mua hàng thì mình yên tâm nên các bạn không phải lo. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. Mình đang bán con này là mất vân tay này, mình bán giá hơn 1 triệu tí các bạn nhé, hơn 1 triệu nhỏ thôi. Nên đấy các bạn, sản phẩm tiếp theo mình bán con này là Sony Ultra XA, mình bán với giá hơn 2 triệu đồng một tí nhá các bạn nhé. Sản phẩm tiếp theo là mình Oppo, con này là Neo 7 mình đang bán với giá 1.1 triệu này, 1.1 triệu. Nhưng mà con này có một em gái ở Hưng Yên đã chốt rồi nhá, mai mình bắt đầu đi ship nhá. Không biết em nó có xem được video này không, em nó video này thì đây là em ơi, máy là rất khá đẹp nhá, ok nhá, mai em sẽ anh sẽ gửi cho em nhá. Và chiếc sản phẩm tiếp theo của mình là Oppo A7 mình đang bán đây, mình A7 thì mình còn mấy con cơ. A7 mình đang bán với giá là cũng hơn 1 triệu các bạn nhé. Đây không phải máy, không phải đó. Đây sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu iPhone 6 nhá. Đây là iPhone 6 màu đen. Mình hàng này hình thức còn 96-97%, mình đang bán với giá là hơn 2 triệu các bạn nhé. Và nhà mình đây có 3 chiếc sản phẩm này, nhà mình còn 3 chiếc máy này là chiếc nhà mình còn 3 chiếc này là iPhone 4 nhá. Các bạn ơi, iPhone 4S. Đây ạ, 4S nhá. Mình đang bán với giá là 600 nghìn một con nhá. Có ship cho anh em ở xa nhá. Nhà mình cũng nói luôn, nhà mình có ship ship hàng cho anh em ở xa nhá. Nhà mình có ship hàng cho anh em xa nên các anh em mua hàng thì mình yên tâm. Ở đâu mình sẽ ship, ba miền Bắc Trung Nam mình ship hết các bạn nhá. Nên các bạn không phải lo ạ. Và sản phẩm tiếp theo mình đang giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5. iPhone 5 mình đầu tiên mình đã nói rồi, mình đang bán hơn 1 triệu tí các bạn nhá. Sản phẩm tiếp theo là mình sẽ bán chiếc này Sony Z5. Z5 là hàng keng keng 99 nha mình nhé. Mình đang bán với giá là hơn 1 triệu đồng nhé các bạn nhé. Và hai sản phẩm tiếp theo đây là chiếc Oppo A7. A7 mình đang bán với giá cũng hơn 1 triệu nhé các bạn nhé. Nhà mình rất nhiều Oppo A7, rất nhiều, 4-5 con thôi. Và sản phẩm con này con A6 này. Con A6 thì đang cầm chắc là đôi ngày nữa hết hạn các bạn nhé. Mình đang bán với giá chắc là 3 triệu quay về thôi các bạn nhé. Và thì hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn, nhà mình cũng có ít sản phẩm Facebook nhá. Facebook hôm này, đây là chiếc Oppo này. Đây là Facebook của Oppo nhá. Oppo này là Oppo A71 nhá. Con này A71 thì cũng có một ông chú ở Hà Tĩnh
Con này là Oppo A71 đấy các bạn nhá. Con này là RAM 2 bộ nhớ 16GB này, mình đang bán với giá máy mới nhá. Máy mới Facebook nhà mình đang bán với giá là 2,2 triệu nha các bạn nhá. Đây là một ông chú ở Hà Tĩnh, ông cũng đã chốt rồi, không biết là chú ơi, chú có xem video của con không ạ? Nếu mà chú xem video của con thì mai con sẽ ship cho chú nhá. Đây là hàng Facebook nhá. Nên là chú lấy máy nhà con yên tâm. Có thể đổi trả bảo hành thoải mái ạ, không thích bách lại con cũng ok ạ, nên là chú mua nhà con yên tâm ạ. Mình sẽ cất tiền. Các bạn xin lỗi thì các bạn tí cho mình sẽ nghe máy một tí ạ. Alo. Đúng rồi. À, anh có nhưng mà chờ anh một tí để anh gọi lại, anh đang bận một tí anh gọi lại luôn nhé. Đấy, sorry các bạn nhé, mình có khách nhỉ. Và đây sản phẩm tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn là Sony này. À con này là con Sony Mi 3 nhé. Con này cũng Facebook nhé, mình đang bán với giá 1.200.000 đồng nhé. Hàng này là hàng Facebook của nhà mình nhé, mới 100% các bạn nhé. Hàng mới thì nhà mình bảo hành rất dài nhé, nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm tiếp theo mình con này là Facebook nhá, Vivo Y55 mình đang bán với giá là 1.950.000 đồng nhé các bạn nhá. Hàng mình là hàng mình Facebook nhá, con này là Vivo Y55 ạ. Và sản phẩm cuối cùng nhà mình đây là Samsung Xiaomi Facebook là Mi 4, mình đang bán với giá là 1.500.000 đồng. Đây là sản phẩm là hàng mình Facebook nhá. Đây đấy ạ. Và hôm nay kết thúc buổi video hôm nay thì các bạn muốn biết thêm chi tiết thì các bạn có thể là alo trực tiếp cho mình nhá các bạn nhá. Còn sản phẩm bên mình thì có bảo hành đổi các kiểu mà mình bên mình có ship ở ba miền, nên các bạn mua hai thì mình yên tâm. Và video mình cũng tạm dừng đây, các bạn nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi video tiếp theo, và xin chào tất cả các bạn nhé.